Đấy. Đấy, chào mọi người đi. Đấy, xin chào tất cả anh chị em nhé. Đấy, hôm nay mấy anh em tớ hôm nay lại làm cái video tiếp theo các bạn. Hôm nay làm cá lướt. Anh em mình sẽ làm món cá lướt. À, đấy. Đây hôm nay là đầu bếp tài năng. Hôm nay tất cả cái sàn diễn này đều do em mình làm nhá. Còn đây bọn mình đây cũng là em của mình đây. Cũng là anh em dân. Xin chào mọi người nhé. Đấy thì hôm nay bọn mình ekip bọn mình làm mấy món ăn này, tôi xin các bạn một lượt like, một lượt chia sẻ nếu mà thấy nó hay nhá. Đây con cá quả này mình đã chuẩn bị, trông nó rất là to, các bạn nhìn này. Đấy, cá quả đấy. Những gia vị cần thiết để làm cái món cá nướng này mình cũng đã chuẩn bị đây các bạn. Đây. Đây này, giang cưa này. Hành này, sả. Đấy, thì là đấy, những cái món này cần những cái gia vị này thì mình cũng đã chuẩn bị hết rồi. Và đặc biệt là không thể thiếu được cái giấy bạc các bạn nhé. Đây cái giấy bạc này nát nữa mình sẽ quấn vào cái con cá này để mình nướng. Làm sao nó vừa giữ được cái nước của nó mà vừa không bị cháy. Đấy. Bây giờ lát nữa anh em mình sẽ đi làm cái món này rồi mình sẽ ghi lại cái video cho các bạn xem. Bây giờ chú chuẩn bị đây. Chú Khương bắt đầu chuẩn bị làm cái món này, mấy anh em mình vào việc đây. Còn mình hôm nay là gọi đóng vai là kép phụ thôi. Phải đi làm thịt con cá này đã nhỉ. Đây xin giới thiệu các bạn đầu bếp tài năng đấy. Cái này lát nữa anh em mình sẽ cho vào trên bếp để anh em mình nướng các bạn. Bây giờ mình phải đi sơ chế cái món này. Đây là cao thủ cái món này. Cái này mời mãi được cao thủ về làm một cái món cá nướng này. Đây trước tiên mình phải nhặt những cái gia vị của nó đã. Hành, mùi, rau thơm mình phải chuẩn bị tất cả, lát nữa mình thử nghiệm. Cho nên mình miếng nước thôi. Nói chung cái món này nó cũng làm nó cũng rất là nhanh, không lâu ạ. Cái món này mà ăn thì cũng rất là ngon. Cái gia vị của nó cũng chỉ đơn giản thôi, có rau mùi này, có hành này, ớt này, thì là có ít xả, thế thôi. Nó có thích cho vào cái tủ. Hôm nay là ngày nghỉ nên mấy anh em mình cũng là tổ chức ăn uống. Thỉnh thoảng mà tổ chức cái bữa như thế này nó vui các bạn. Đây, cận cảnh làm con cá quả đây các bạn ơi. Đấy. Trước tiên mình phải đánh hết vảy đi các bạn. Đấy. Làm sạch vảy. Cá lướng này anh em mình sẽ lướng kiểu khác kiểu. Không giống ai. Nói chung là khẩu vị của từng người mà mình cứ làm sao mình ăn nó ngon là được. Không nhất thiết là mình phải bắt chước hoàn toàn người khác, đúng chưa? Đấy. Bạn nhìn cách ngủ cá chuyên nghiệp không? Chào anh em nhá. Đây còn kép phụ của mình đang chuẩn bị rau cỏ củ quả đây để làm sao cái món này nó thêm phần hấp dẫn. Đấy. Cái món này mà ăn uống bia thì ngon lắm đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Cá rất là to mà. Xong rồi phải làm sạch nhé các bạn nhá. Đúng rồi. Cái chậu rau nướng cá nhảy luôn, nhưng mà cá nhảy này nó to lắm. Mình cứ làm từ từ thôi, làm cho nó sạch sẽ. Nói chung là mình về làm về ẩm thực này nó phải thật là cẩn thận về vấn đề vệ sinh. Mà ăn nó đau bụng chết. Bộ lòng cá cũng rất là ngon đúng không? Đấy. Chuyển luôn. Rồi mấy anh em mà thấy xem mà thấy hay hay thì đừng quên lượt đăng ký chia sẻ giúp anh em mình nhé. Đúng rồi. Cái đấy nát nó có cho luôn vào gì không hả cơ? Cái này. Cái lòng cá cho mà nướng luôn đi hả? Luôn. Đúng rồi.
tất cả con phần con cá này đều mình cho vào mình nướng hết các bạn nhá. Cà chua đấy nhỉ? Cà chua hả? Đây nhá. Mấy anh em mình cũng lại phải thêm mấy quả cà chua cho nó cái món cá này cho nó đẹp mắt. Hôm nay anh em mình là chép phụ thôi các bạn, là phụ cho đầu bếp chính. Đây nhá, rau thơm các bạn này. Đây. Rau thơm mình cứ thái nhỏ thôi. Sa tế nữa. Đấy, lấy sa tế nhá. Đấy, các bạn nhìn đi, rau thơm cứ băm nhỏ để lát nữa mình cho mình ướp con cá mà. Đấy. Có xả này. Cây mình làm hai bữa. Lọ sa tế đấy nhỉ? Cho lọ sa tế vào đây. Cây mình cho ít thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi có cà chua các bạn nhé, làm với hai quả cà chua cũng được. Anh em ăn nhiều kiểu truyền thống rồi, chúng ta làm kiểu mới mới đi. Cái món này anh em mình làm gọi là thêm một ít gọi là gia vị mới vào. Cho nó khác người đi. Cho nó khác kiểu đi. Đấy. Đây các bạn nhìn, đã mổ cẩn thận rồi mà nó hát còn dẫy. Cá này vẫn tươi. Cá này nó tươi lắm. Quay nhanh. Đấy. Thế mình chọn sạch, mình cho vào mình ướp ấy. Đúng rồi. Sa tế à? Đây, cho ít sa tế các bạn nhé. Đấy. Nói chung làm cái món cá nướng này nó mình càng đủ gia vị bao nhiêu thì nó càng ngon bấy nhiêu các bạn. Còn nó gia vị như thế nào đấy là do tùy khẩu vị từng người. Ăn cay cho nhiều, không ăn cay các bạn cho vừa thôi. Đây mình rửa mấy lần sạch rồi. Đấy, khi mà mình đã trộn đều cái gia vị này bắt đầu mình sẽ ướp con cá này các bạn. Đây. Con cá vẫn còn sống nguyên. Vẫn dậy. Ướp nhá. Vài luôn. Cậu kỹ thì thấy đâu không? À. Được cái mấy anh em mình làm thì kém kém thôi nhưng mà ăn thì nhanh lắm. Rất là nhanh. Bắt tươi quả sao sao em mượn. Đây, còn bên này chú Hùng đang gọi là chuẩn bị tất cả những cái thứ gia vị cần thiết để lát nữa ăn kèm với món cá nướng. Đấy. Phải đông đông người thì nó mới vui các bạn. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ cho cái này vào bụng nó, cho cái gia vị vào bụng nó. Hôm nay mình làm đạo diễn các bạn. Các bạn các em toàn người Việt Nam rồi mình cũng gọi là cũng đỡ. Cái bạc này đang chuẩn bị các bạn. Đấy, bây giờ khi mà xong rồi bắt đầu mình sẽ lấy cái bạc. Đây, đã chuẩn bị dây bạc các bạn nhé. Đây, anh em đang lấy cái dây bạc để chuẩn bị mình cuộn con cá để lát nữa mình nướng này. Đấy. Đây.
Như thế có đủ không? Thoải mái đúng không? Khi mà ướp cá đủ rồi bắt đầu mình sẽ cho ra cái giấy bạc này mình cuộn. Đây. Đấy, các bạn nhìn kìa. Đấy. Rất ngon luôn. Có thời gian mà các bạn làm được cái món như thế này cũng được đấy các bạn. Nhất là những cái ngày mà ngày nghỉ ấy, những ngày chủ nhật hoặc là những ngày nghỉ không phải lao động, anh em mình có thể tổ chức liên hoan dùng những cái món như thế này thì thật sự rất là ý nghĩa và ngon. Cuộn cái giấy bạc rồi cho lên nướng rồi. Có lấy kéo không? Được hết rồi. Lấy kéo đi cắt. Đây, các bạn nhìn này. Đấy. Nhìn đã thấy ngon rồi đúng không? Đây mà mặc dù đây chưa nướng đâu nhá, mới chỉ là đến cái giai đoạn ướp rồi đấy mà đã như thế này rồi. Đó. Tuyệt vời luôn. Hôm nay mấy anh em mình làm cái món này đúng là hợp lý luôn đấy. Cuộn nó vào thôi. Làm theo cái kiểu này thì thật sự nó không mất đi cái nước của con cá khi mà nó mình nướng nó tiết ra đấy các bạn. Thật sự con cá nó sống ngược lại con cá, ăn con cá thịt nó rất là ngọt đấy. Đúng rồi. Cho thêm nước không? Ừ. Các bạn làm nước nữa. Lốc nữa đi, làm một lốc nữa. Cho 2-3 nước à? Sách thì cho 2-3 nước. Mình sẽ cuộn thêm một lốc nữa các bạn. Đấy. Làm 2 lớp thì nó chắc chắn. Thêm một lần nữa các bạn. Đấy. Mình cứ cẩn thận bao nhiêu thì cũng là cái tốt. Đây bạn Thương này, ngoài cái việc rất khéo tay về nấu ăn mà các bạn ấy còn có thể xăm cực kỳ đẹp nữa các bạn. Đấy. Các bạn nhìn thấy những hình xăm trên tay bạn ấy chưa? Toàn như là cái tác phẩm nghệ thuật để đời đấy các bạn. Đấy. Nói chung là bạn ấy là một người rất yêu nghệ thuật và khéo tay. Đấy. Đây coi như mình đã xong rồi đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đây cái con cá mình đã bọc được 3 lớp giấy bạc rồi, rất là chắc chắn rồi. Bây giờ mình có thể mình cho lên mình bếp mình nướng thì đảm bảo luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái bếp nướng này, nướng cái con cá này nhá. Đây các bạn nhá. Anh em mình sẽ chuẩn bị nướng ở ngoài cái khu vực này. Đây. Ngoài vườn. Đây. Hương đang chuẩn bị kê bếp này. Đấy. Đấy. Lát nữa anh em mình sẽ nướng ở đây. Bây giờ khi kê bếp xong, bây giờ mình sẽ chuẩn bị than hoa thôi. Bây giờ mình sẽ nhóm cái bếp này lên. Dùng than hoa để mình chuẩn bị làm. Bắt đầu có, để anh ấy.
Đây các bạn nhìn kìa. Trời hôm nay rất là nắng nên mình phải cho ra cái gốc cái cây này mình để mình làm. Ngồi cho nó mát. Rồi được rồi, chờ anh tí. Đây cũng quế rồi. Để đây nó có chết con nào chết rồi. Đây sau khi mà mình anh em về ai nhóm bếp và bắt đầu mình sẽ cho than hoa vào để mình vọng cái bếp này lên thôi. Lát nữa mình sẽ nướng con cá. Đấy. Cá hôm nay nó nắng quá nên mình phải làm thật nhanh các bạn, không thì lát nữa nó nắng nữa thì chết. Đây là khu vườn của mình các bạn, này nướng tại vườn đấy. Bây giờ anh em mình sẽ nướng cái con cá này nhé các bạn nhé. Đâu? Đặt hai cái bếp này lên, hai cây lên. Rồi nha. Đây, cá anh em mình đặt. Quay đầu lên chơi, quay đầu lên chơi. Đấy. Quá trình nướng này nó sẽ rất là đơn giản thôi. Mình chỉ chờ nó khi vào nó được một mặt thì mình sẽ dở mặt sau. Tầm khoảng nửa tiếng. Tầm một nửa tiếng sau mình ra mình dở mặt nữa là được. Đấy. Đấy sau khi mình đã đủ cái thời gian khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ bắt đầu mình sẽ dở cái mặt còn lại nhé các bạn nhé. Đây. Đây con cá này. Mình chờ nửa tiếng rồi bắt đầu nó chín cái mặt ở đằng trước rồi bắt đầu mình sẽ giỏi đấy giỏi mặt đằng sau này. Bây giờ mình sẽ lại chờ khoảng tầm nửa tiếng nữa thì là sẽ được đấy, bếp hắn còn rất là hồng đó. Cái món này mà uống rượu thì thôi tuyệt vời luôn các bạn ạ, tốn bia tốn rượu lắm đấy. Cái món này tuyệt vời luôn rồi. Đấy đã xong, bây giờ mình chỉ chờ nửa tiếng nữa là lên mâm. Đây sau một cái thời gian nó đã chín cá rồi, bây giờ anh em mình sẽ bắt vào để mình chuẩn bị ăn thôi. Đấy. Thơm lắm các bạn. Rồi, bắt vào đi. Cho hai bên. Đấy. Đây cái món cá nướng của mình đã hoàn thành rồi, bao gồm cả mắm, cả súp để ai muốn ăn theo cái gia vị nào thì ăn đây. Đó. Tuyệt vời luôn. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ rạch dọc cái con cá này ra. Tìm đường vào. Quá tuyệt vời luôn. Rất thơm các bạn. Thơm là cái chắc. Cái món này mà cũng thơm nữa. Đây các bạn nhìn chưa. Đấy. Quá ấn tượng luôn. Đấy. Rất là thơm. Đấy, anh em mình đã hoàn thành xong cái con cá lướng rồi đấy. Đấy các bạn nhìn chưa? Tuyệt vời luôn. Rồi. Món này mà uống rượu uống bia thì thôi quên sầu luôn đấy. Sẵn rồi. Rồi. Đấy. Tuyệt vời. Đấy. Thôi cái món này chắc là khả năng video nó cũng dài rồi, anh em mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Thôi các bạn xem video và ủng hộ anh em mình nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.